Hiện nay, mô hình trang trại khép kín kết hợp trong chăn nuôi đang có xu hướng phát triển ở nước ta. Ưu điểm của mô hình này là giúp người chăn nuôi vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe con người. Hiện nay ở trang trại Đông Anh thì chúng tôi có hơn 3.000 con lợn rừng sinh sản và hơn 4.000 con gà rừng sinh sản. Ngoài ra thì chúng tôi có là hơn 3.000 mét vuông nuôi giun quế. Thế còn những cái diện tích còn lại chúng tôi dùng trồng thảo dược, cây thuốc lam để chữa bệnh cho lợn rừng. Đối với phân chuồn quế ngoài bán thị trường chúng tôi để phục vụ cho chính cái vườn cây của chúng tôi để lại quay ngược lại để làm thức ăn cho con lợn và con gà. Với 15 hecta bao gồm 38 dãy chuồng, mỗi dãy 500 mét vuông, trang trại của anh Hoàng Thắng tại Đông Anh đã chăn nuôi lợn rừng, gà rừng kết hợp với nuôi giun quế, trồng đan xen các loại rau xanh, thảo dược tạo thành một vòng tròn khép kín. Việc này giúp anh chủ động được toàn bộ quy trình chăn nuôi mà không phải mua bất cứ loại thức ăn công nghiệp hay phân bón hóa học nào. Chăn nuôi theo một mô hình khép kín thì nó sẽ giảm được cái chi phí đầu vào để tăng được cái hiệu quả kinh tế đầu ra. Tuy nhiên, để lựa chọn một mô hình khép kín thì chúng ta phải lựa chọn những cái con vật nuôi, những cái sản phẩm khép kín làm sao cho nó phù hợp. Chúng tôi nuôi lợn rừng, 70% là cái thức ăn của nó là rau xanh. Thế thì chúng tôi phải có một cái diện tích đất rộng trồng các loại rau xanh để nó giảm chi phí đầu vào. Cái thứ hai, chúng tôi lựa chọn con giun quế, nó rất dễ nuôi, đặc biệt là nguồn thức ăn của nó lại từ các loại phân. Nuôi lợn nó thải ra một lượng phân rất là lớn như vậy, thì chúng tôi lại dùng cái phân đấy để nuôi giun quế. Thì giun quế tăng trưởng, thì chúng tôi lại dùng chính cái con giun đấy để làm chất tinh đạm phục vụ cho con lợn. Cái thứ ba nữa là cái phân giun quế có cái giá trị thị trường rất là cao. Thế thì ngoài cái vấn đề về cái chọn lựa chọn con chuồn, thì chúng tôi chữa bệnh cho lợn rừng bằng thuốc lam. Thứ nhất là giảm chi phí tiền thuốc, thứ hai là nó làm cho cái thịt lợn nó sẽ an toàn hơn, nó sạch và thơm ngon hơn. Quy trình chăn nuôi khép kín như của chúng tôi giảm được chi phí đầu vào rất là lớn, hầu như là nó bằng không. Không chỉ hiệu quả về kinh tế, điều anh chia sẻ với chúng tôi, cái anh vui nhất là tạo ra vòng tuần hoàn thức ăn cho các loài động thực vật trong trang trại, một chuỗi thức ăn hoàn toàn sạch và được kiểm soát. Chăn nuôi theo một mô hình khép kín thì nó sẽ liên quan đến môi trường. Hiện nay trong những năm vừa qua thì cái tỷ lệ môi trường rất là nguy hiểm. Nên là cái mô hình chăn nuôi khép kín thì toàn bộ cái lượng phân thải ra thì sẽ được thu gom tất cả lại để tập trung nuôi giun. Phân giun ấy thì nó sẽ thải ra một loại chất là chất bảo quản phân, nó sẽ giảm bớt cái mùi hôi rất là nhiều. Thế sau đó thì chúng ta lại có cái phân là phân chuồn thải ra, thì cái phân lúc này nó còn rất là ít mồi. Đặc biệt chúng tôi còn dùng men vi sinh để hỗ trợ cho con lợn ăn và tưới vào cái phân đấy để nó hầu như nó không còn mồi. Thì toàn bộ số phân này chúng tôi sẽ được quay ra để cải tạo đất, trồng các loại rau, đặc biệt là cây thuốc lam, để quay ngược lại phục vụ cho lợn và chữa bệnh cho lợn. Thì cái quy trình mà chăn nuôi như vậy thì chất và đảm bảo được cái vệ sinh môi trường. Mô hình chăn nuôi sạch theo hình thức khép kín như trang trại của anh Thắng có thể nói là một mô hình có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế, không những giúp người chăn nuôi tiết kiệm rất nhiều chi phí sản xuất, mà còn tạo ra một hệ sinh thái bền vững và thân thiện với môi trường.